Drama của Trịnh Sảng càng kéo dài, những tình tiết không ai ngờ của vụ việc càng khiến cho netizen ngộp thở. Từ một mỹ nhân mang vẻ đẹp thanh thuần, Trịnh Sảng sụp đổ hình tượng hoàn toàn. Không chỉ netizen, truyền thông, các cơ quan ngôn luận đều lên án nữ diễn viên là kẻ mất nhân tính, không còn tình người khi đang tâm ru rẩy, vứt bỏ hai đứa con ngay từ lúc còn trong bụng người mang thai hộ. Hiếm ai có được một bộ sưu tập, những mối tình đầy ồn ào và không khỏi thị phi như Trịnh Sảng. Khi hết người này đến người kia đều không khỏi ngán ngẩm vì tính cách của cô nàng. Dưới ồn ào tin đồn nhờ mang thai hộ, cũng như những thông tin bất ngờ từ phía người yêu cũ Trương Hằng, tố cáo Trịnh Sảng khiến nhiều người không khỏi sụp đổ niềm tin. Nhiều người không còn muốn tin vào bất kỳ bằng chứng nào mà Trịnh Sảng đưa ra nữa. Thậm chí, Trịnh Sảng cũng bị cơ quan chức năng sờ gáy và gần như tẩy chay sau loạt hành động khó chấp nhận, cả về mặt luật pháp và đạo đức của mình. Các netizen thậm chí còn gọi tên Trịnh Sảng bằng cái tên cô gái vàng trong làng đào mỏ. Những người tình cũ của nữ diễn viên đều khổ sở với sự vòi vĩnh quá quắt. Năm 2013, cặp đôi Trương Hằng và Trịnh Sảng khiến không ít người ngán ngẩm khi chia tay trong ồn ào. Trao QQ đưa tin, năm 2013, khi Trương Hằng và Trịnh Sảng chia tay nhau, nam diễn viên từng cố gắng níu kéo mối tình bằng việc đưa Trịnh Sảng sang Hồng Kông du lịch. Điều đáng nói, chỉ trong một buổi shopping, Trương Hằng đã phải chi số tiền 30.000 tệ, 106 triệu đồng để chiều lòng người đẹp. Vậy nhưng sau khi trở về, cô từ chối cho Trương Hằng tới thăm cô tại phim trường. Sau đó, cô cố tình chặn số điện thoại không cho liên lạc, Trương Hằng như nổi điên lên. Vì cuộc tình này, Trương Hằng vô cùng đau khổ, không thiết tha ăn uống, thậm chí còn khóc nghẹn, gào thét. Ngày nào, bố mẹ anh và quản lý cũng phải thúc ép nam diễn viên chuyển nghỉ ngơi, bồi bổ sức khỏe. Không ngờ mấy tháng sau, Trịnh Sảng tìm tới Trương Hằng để đòi điều kiện quay lại. Đó chính là một căn biệt thự Bắc Kinh. Mẹ của Trương Hằng ngay lập tức từ chối điều kiện này, thậm chí còn ra tuyên bố với anh, có cô ta thì không có mẹ. Nguồn tin cho biết thêm, mẹ của Trương Hằng không hề thích Trịnh Sảng. Bà cho rằng nữ diễn viên là người không biết lễ nghĩa. Tuy nhiên, nguồn tin cho biết thêm, dù không lấy được căn nhà nhưng Trịnh Sảng cũng đã lấy được của Trương Hằng một chiếc xe ô tô. Trịnh Sảng và Trương Hằng từng được xem là một trong những cặp đôi đẹp nhất làng giải trí Hoa ngữ. Bộ đôi đình đám gây sốt màn ảnh khi đóng chung phim Cùng ngắm sao mưa băng 2009 và hợp tác trong hàng loạt dự án khác nhau rồi nhanh chóng phim giả tình thật. Mối quan hệ tình cảm của họ nhận được sự ủng hộ của nhiều khán giả nhưng cũng vấp phải không ít điều tiếng. Thuở quen Trương Hằng, Trịnh Sảng phải đối mặt với nhiều bình luận chê bai vì nhan sắc kém nổi bật so với bạn trai. Thậm chí, mỹ nhân sinh năm 1991 từng phẫu thuật thẩm mỹ để trông xứng đôi hơn khi đứng cạnh tài tử họ Trương. Người đẹp cũng không ngại đánh đổi nhiều cơ hội nghề nghiệp mà dành thời gian vun đắp cho mối tình đầu đời. Nhiều người cho rằng sau phim Yêu em từ cái nhìn đầu tiên gặp không ít áp lực khi yêu Trương Hằng và bày tỏ sự cảm thông chia sẻ với cô. Năm 2014, Trương Hằng, Trịnh Sảng bất ngờ thông báo chia tay trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Một thời gian sau Đường ai nấy đi, mỹ nam phim Sam Sam đến rồi, hẹn hò với Cổ Lực Na Trác. Thời điểm này, tài tử họ Trương cùng tình mới liên tục bị fan của Trịnh Sảng bới móc, chửi rủa với những lời lẽ thậm tệ. Ngay cả mỹ nữ Tân Cương cũng nhận về không ít gạch đá vì được cho là kẻ thứ ba xen vào mối tình của Hằng Sảng. Cuộc chia tay chẳng mấy êm đềm này tốn không ít giấy mực của báo chí và rùm beng suốt thời gian dài. Tháng 7 năm 2020, cặp diễn viên đình đám một thời vướng tin đồn nối lại tình xưa nhưng lên tiếng phủ nhận. Mỗi khi Trịnh Sảng gặp đổ vỡ trong tình yêu, Trương Hằng lại bất đắc dĩ bị réo tên và nhận chỉ trích từ người hâm mộ của tình cũ. Sau mối tình tốn vô vàn giấy mực với Trương Hằng, nữ thần thanh xuân của màn ảnh Hoa ngữ tiếp tục gây xôn xao khi lộ ảnh thân mật bên nam ca sĩ Hồ Ngạn Bân hồi tháng 8 năm 2015. Thời điểm này, người hâm mộ của mỹ nhân 9X bày tỏ thái độ khó chịu, mỉa mai, cho rằng sao nam Hồ Hồ không xứng với nữ diễn viên 29 tuổi. Hồ Ngạn Bân bị chê bai vì sở hữu ngoại hình kém điển trai, sự nghiệp cũng không nổi bật bằng bạn gái. Bất chấp sự chênh lệch về ngoại hình, danh tiếng cũng như lời đàm tiếu từ đám đông, Trịnh Sảng Hồ Ngạn Bân vẫn chọn cách ở bên nhau. Blogger Bage cho biết, thời điểm Trịnh Sảng yêu Trương Hằng, hai người có nuôi một chú chó có tên Tiểu Kỳ. Sau đó khi yêu Hồ Ngạn Bân, cả hai cũng có nuôi một chú chó nhỏ khác. Nam ca sĩ từng nhiều lần bày tỏ, các ca khúc của mình sáng tác đều lấy cảm hứng từ cuộc sống. Trong show truyền hình Sáng tạo Doanh 2019, Địch Lệ Nhiệt Ba từng hỏi Hồ Ngạn Bân về quá trình sáng tác ca khúc Take What You Want. Anh chỉ cười và nói rằng, câu chuyện này hơi phức tạp, đây cũng là ca khúc tôi viết dành cho một người bạn gái cũ. Điều đáng nói, lời của bài hát này có câu, em cứ lấy tất cả và mang đi, để lại cho anh những gì còn sót lại, như cả chú chó của chúng ta nữa. Anh sợ rằng sau này chẳng còn ai yêu thương nó. Điều này khiến cho netizen cho rằng Trịnh Sảng tiếp tục lấy tất cả mọi thứ mang tính vật chất, khiến Hồ Ngạn Bân uất ức và bóng gió viết trong lời bài hát. Thời điểm chia tay, mỹ nhân phim Dòng Thời Gian Tươi Đẹp tiếp tục nhận được sự bênh vực từ công chúng. Trong khi đó, Hồ Ngạn Bân bị chửi bới là kẻ lằng nhằng, phụ bạc, xấu cả người lẫn nết, chỉ lợi dụng danh tiếng của Trịnh Sảng để được chú ý hơn. Nam ca sĩ bị ném đá đều đều khi bạn gái cũ thỉnh thoảng lại nhắc đến mình.
Cách đây ít tháng, mỹ nhân họ Trịnh lại khiến ngôi sao này nhận gạch đá khi cà khịa tình cũ trên sóng truyền hình. Không chịu nổi những rắc rối phải đối mặt khi chia tay, Hồ Ngạn Bân thẳng thắn đáp trả mỹ nhân 9X trên mạng xã hội và mong rằng nữ diễn viên cũng như fan của cô ngừng kiếm chuyện, làm phiền anh vì chuyện tình cảm của họ đã qua từ lâu. Thái độ gay gắt từ sao nam sinh năm 1983 khiến nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi, liệu Trịnh Sảng có phải là cô gái đơn thuần, thánh thiện như công chúng vẫn thấy? Sau vụ nói móc tình cũ trên sóng truyền hình, hình tượng của nữ diễn viên đắt giá này cũng sức mẻ ít nhiều trong lòng công chúng. Trương Hằng. Mối tình với Trương Hằng có lẽ là ồn ào nhất khi Trương Hằng bất ngờ bóc mẹ chuyện Trịnh Sảng đã nhờ người mang thai hộ hai đứa trẻ. Thậm chí, khi bản hợp đồng 15 điều khoản quá quắt của Trịnh Sảng được tung ra với những điều khoản đòi tiền phi lý, cắt cổ, netizen đều tỏ ra xót xa cho Trương Hằng. Một blogger nhận xét, bản hợp đồng này chỉ toàn có tiền. Ngoài số tiền 36 triệu tệ 128 tỷ đồng mà Trương Hằng trả cho Trịnh Sảng, anh còn phải bồi thường thêm 1 triệu tệ 3,5 tỷ đồng, coi như phí tổn thất tinh thần. Bên cạnh đó, Trương Hằng cũng sẽ phải trả phí mang thai hộ tại Mỹ, chi phí về nước để xin giấy tờ, kèm theo đó là chi phí bay, ăn ở, để đón hai con trở về sang Trung Quốc, số tiền ước tính là khoảng 3 triệu tệ, 10,7 tỷ đồng. Trong tin nhắn Trương Hằng gửi bạn gái cũ, anh đau đớn và xót xa nói, anh yêu em muốn lấy bao nhiêu anh sẽ cố gắng trong khả năng của anh sẽ đưa em hết tất cả mọi thứ. Điều mà Trương Hằng mong mỏi chính là hy vọng Trịnh Sảng sẽ tha cho anh, tha cho hai đứa con thơ dại. Thuở còn yêu nhau, bộ đôi thường xuyên đăng ảnh tình cảm lên trang cá nhân, công khai chia sẻ về chuyện riêng tư, cùng nhau hợp tác làm ăn và tính tới chuyện gắn bó lâu dài. Mối quan hệ của mỹ nhân phim Vợ Cứ Thích Em và mỹ nam họ Trường khẳng khít đến mức Trịnh Sảng ra sức bảo vệ bạn trai, không ngại đáp trả fan khi được góp ý đừng quá mải mê yêu đương mà bỏ bê sự nghiệp. Hẹn hò được một thời gian, Trương Hằng bắt đầu bị bóc phốt là kẻ vô tích sự, ăn bám người yêu, dù dỗ Trịnh Sảng bỏ tiền cùng mở công ty. Như hai người bạn trai khác của nữ thần thanh xuân xứ Trung, hình tượng của anh trở nên xấu xí, tệ hại trong mắt công chúng. Vì Trịnh Sảng vẫn ở bên Trương Hằng khiến nhiều fan ngao ngán, cho rằng cô quá lụy tình. Sau bao thị phi, mối tình Hằng Sảng rồi cũng tan vỡ vào cuối năm 2019. Cả hai từ cặp tình nhân suốt ngày cuống quýt bên nhau trở thành hai kẻ xa lạ ra sức đấu tố nhau, khiến công chúng chỉ biết lắc đầu. Dù đã đương ai nấy đi, họ vẫn chịu sự dây dưa, ràng buộc vì cùng mở công ty rồi xảy ra tranh chấp, ngang nhiên đòi tiền của fan. Một bài viết tổng hợp những lần Trịnh Sảng đòi tiền của fan trên trang Sina bất ngờ được lật lại. Sina nhận xét, Trịnh Sảng ngông cuồng lên mạng xã hội đòi fan gửi phong bao lì xì điện tử. Trên tài khoản Weibo, vào một buổi đêm, nữ diễn viên từng chia sẻ một bài viết, tự nhận mình là tôi là kẻ nghèo kiết xác, sau đó bình luận phía dưới. Mỗi người cho tôi 1 tệ là tôi có hơn 700.000 tệ, 2,4 tỷ đồng rồi. Mỗi người cho tôi 100 tệ, 357.000 đồng là ngày mai tôi mua được nhà ngay. Kết quả, rất nhiều phong bao lì xì đã chuyển thẳng tới tài khoản của nữ diễn viên. Không chỉ vậy, Trịnh Sảng từng lập hỏi đáp Weibo, tuy nhiên giá của câu hỏi rất đắt. Có câu vài trăm tệ, từ 300.000 đồng đến hàng triệu đồng. Có câu vài nghìn tệ, từ 3,5 triệu đến 10 triệu đồng. Thậm chí có câu lên tới 10.000 tệ đến 35 triệu đồng.